Trang Quỳnh, bản màu giới hạn, tập 246. Quan Hại Quan. Quan thái y kiểu gì mà chỉ có cái bệnh kiết lỵ nhưng chữa mãi không hết. Càng uống thuốc của ông, ta càng đau bụng hơn. Tàu tại lệnh bà bị nặng quá nên điều trị hơi lâu. Ta không tin ông nữa, không cho ông chữa nữa. Gọi quan thái y Luyến đến chữa cho ta. Ông cho lệnh bà uống thuốc gì vậy? Đây, đủ các bài thuốc theo sách vở đàng hoàng, nhưng không hiểu sao bệnh của lệnh bà không thuyên giảm. Tôi nghĩ lệnh bà bị ai phù phép rồi. Mấy ông tào lao, hễ bệnh chứ không khỏi thì cứ cho là bị phù phép. Để tôi chữa cho ông xem, chỉ trong một ngày là lệnh bà hết bệnh. Dốc tổ. Quỳnh, ta nhờ tí việc. Chạy đi hái cho ta một mớ hoa tử vi và một mớ phượng vĩ thảo. Biết các loại cây ấy không? Dạ biết, hoa tử vi là loại cây người ta thường trồng trước các cửa đền, chùa hoặc trong vườn cảnh. Còn phượng vĩ thảo là loại cỏ mọc hoang ở các kẽ gạch đá bờ tường ẩm ướt. Giỏi, đi tìm đi, tìm được rồi thì mang vào cung cho ta. Đi đâu? Con vào gặp quan thái y. Có việc gì? Quan sai con đi hái thuốc mang vào cho quan. Toàn là cỏ không chứ có thuốc gì đâu, mày xạo. Tại chú không biết đó, cây này là thuốc trị bệnh sắn ruông. Lạnh ruông thì có, chứ làm gì có bệnh sắn ruông. Bệnh của chú đó, sắn ruông là xuống răng đó. Thằng khỉ, không cho mày vào. Không cho con vào thì con về. Cho chữa cái tội chọc tao. Mày có biết bị xuống răng là một nỗi đau ghê gớm nhất đời tao không? Xuống răng là bình thường, có gì ghê gớm đâu. Sao lại không ghê gớm? Mỗi lần nói chuyện với con gái, tao không dám cười. Mày có thấy đau khổ không mà bảo là bình thường? Con cũng xuống răng, gặp con gái vẫn cười toe toét, có sao đâu. Xuống cũng có duyên chứ bộ. Không cho đi cổng chính thì Quỳnh đi cổng dành đi cho Quỳnh. Lỗ chó vẫn còn đây. An toàn. Bắt được thằng ăn trộm. Ủa, là cậu hả? Sao lại chui lỗ chó? Lính gác không cho vào nên đành phải chọn con đường của người không quân tử. Tôi sẽ mét quan thái y vụ này. Bỏ qua được không? Bắt đắc dĩ mà. Bỏ qua được, nhưng với điều kiện phải chơi với tôi một trò gì đó. Công tử đợi một chút, tôi đi đưa lá thuốc cho quan thái y xong rồi chơi. Thưa thầy, con tìm đủ lá thuốc rồi đây ạ. À, giỏi lắm, thưởng cho cái bánh nè. Về đi. Quỳnh, tôi nè, tới đây. Chơi trò gì cho vui vui đi, không có ai chơi với tôi, buồn quá. Vậy ai nói làm con vua, chúa thì sướng đâu, làm con dân sướng hơn nhiều. Tôi với công tử chơi trò câu cá đi. Trò đó chơi thế nào? Công tử đi lấy một mớ bánh trái thật ngon mang tới đây, tôi đi tìm cần câu. Đủ đồ nghề rồi, chơi thế nào? Tôi sẽ nhảy xuống hồ cá làm cá, cậu móc bánh trái vào lưỡi câu thả xuống, khi nào tôi cắn mồi thì cậu giật lên. Cái bụng của cậu to như thế, tôi giật lên sao nổi. Cứ chơi đi rồi sẽ thấy. Thả mồi xuống. Mầm ngon ghê. Lên. Cá không cắn câu, mất mồi rồi, câu lại. Băm. Lên. Lên nè. Ha, câu được con cá Quỳnh rồi. Làm lại. Mầm. Lên. Miếng mồi cuối cùng. Lên. Sao không lên?
xuống. Ấm. Cậu cầu trúng cá mập bị nó kéo xuống nước. Ha ha. Ừ, tôi hiểu rồi. Cậu dụ tôi mang thức ăn cho cậu ăn. Khi hết thức ăn thì cậu lôi tôi xuống nước. Chả thèm chơi với cậu nữa. Về đi. Ha ha. Còn chúa khờ thấy mồ. Chào chú sáng ruộng, con về. Ủa, tao đâu cho mày vào mà giờ mày ở trong đó đi ra? Còn có phép tàng hình. Tàng tàng thì có. Ta nhẹ hẳn rồi, ông giỏi quá. Gọi quan thái y Mẫn tới đây. Ông luyến chỉ cần cho ta uống một thang thuốc thì bệnh ta cầm ngay. Ông nghĩ sao về chuyện này? Ông cho lệnh bà uống thuốc gì vậy? Mấy ông cứ tôn sùng sách ngoại, lo nghiên cứu sách thuốc tàu, thuốc tây mà quên đi một điều là dân gian ta có những bài thuốc rất hay. Theo kinh nghiệm dân gian, tôi chỉ cần hoa tử vi và phượng vĩ thảo đem phơi khô, sao vàng rồi nấu chung với nhau. Đó là một bài thuốc trị bệnh kiết lỵ rất hay mà trong sách vở không có ghi. Làm thầy thuốc thì phải chịu khó học hỏi kinh nghiệm. Ta sẽ tâu với chúa thượng phong cho quan thái y Luyến làm đệ nhất thái y, quản lý tất cả quan thái y. Không thể được, không thể để lão ấy đứng cao hơn mình, phải tìm cách. Chúa thượng và lệnh bà đi dạo hoa viên, theo ngài. Có nhiều loại hoa mới, đẹp lắm. Dạ. Có thức khách, bảo vệ chúa thượng. Chắc. Bắt được tên thức khách rồi. Thì ra là tên lính giữ kho thuốc. Vì sao người muốn giết ta? Tâu chúa thượng, con đâu có muốn hại ngài, nhưng vì quan thái y Luyến ép con. Nếu con không làm thì ông ta sẽ sai người giết cả gia đình con. Bắt ông Luyến. Xin chúa thượng chớ vội. Thiếp không tin ông Luyến làm việc này. Xin chúa thượng giao cho bộ hình điều tra. Khi có chứng cớ rõ ràng rồi, bắt cũng chưa muộn. Tạm thời quản thúc ông Luyến, không cho ra khỏi phòng. Giao tên này cho bộ hình điều tra. Ai lại gieo vạ cho ông Luyến đây? Có ăn trộm trên nóc nhà. Bẩm là con chứ không phải ăn trộm. À, là thằng Quỳnh, học trò của ông Luyến. Mày bỏ vào đây làm gì? Dạ, con xin hỏi thăm về chuyện của thầy con. Liệu thầy con có dính líu tới chuyện thích khách chúa thượng không ạ? À? Ta không tin ông Luyến làm chuyện đó. Nhưng tra khảo cách nào thì tên thích khách vẫn một mực khai là ông Luyến bảo hắn làm. Ta cho người bắt vợ con hắn để xét hỏi, thì họ bỏ về quê ở Bồng Sơn rồi. Người của ta vào đó tìm không ra. Có lẽ họ đã thay đổi tên họ. Cũng không ai biết mặt mũi vợ con hắn ra sao mà bắt. Theo ta nghĩ, bắt được vợ con hắn thì sẽ rõ chuyện. Vì vợ con hắn đã biết trước chuyện này nên bỏ trốn. Tạm thời vụ việc cứ để yên cho tới khi tìm được vợ con hắn. Con sẽ tham gia tìm vợ con của ông thích khách. Tao nghe nói mày thông minh lắm, ráng tìm cách cứu thầy mày đi. Đi, tao đi với mày vào Bồng Sơn. Lần này là chú tự nguyện, chứ con không có ép đó à. Đi thì đi, chứ cấm nói chuyện với con gái à. Thiếm yên chí, thế này thì chú không nhịn được ai đâu. Mày làm tao như ngựa vậy hả? Cứ nhìn thẳng đằng trước cho chắc ăn, khỏi liếc hai bên. Tới Bồng Sơn rồi, con sẽ làm thế này. Nếu thấy bà nào hoặc đứa nhỏ nào khóc thì chú cứ bắt. Mày làm gì vậy? Con làm ảo thuật gia. Mày biết làm ảo thuật? Chuyên nghiệp luôn. Xem ảo thuật miễn phí đây, mời. Ảo thuật gia nổi tiếng từ bên Tàu tới bên Tây, sang cả Simla, Ấn Độ đây. Đi coi ảo thuật miễn phí.
Trước khi biểu diễn, tôi xin thông báo cho bà con một tin giật gân, đó là chú Thượng bị mưu sát. Nhưng âm mưu đó thất bại, tên thích khách bị bắt, hắn bị chém đứt thành 8 khúc, xác ném xuống sông cho cá sấu ăn. Ồ, ghê quá. Không có ai khóc, vậy là vợ con của ông thích khách không có trong đám người này, phải biểu diễn ảo thuật thôi. Đây là một quả trứng vịt. Tôi gói quả trứng trong cái khăn này. Phải cái khăn, quả trứng vịt sẽ thành... quả trứng vịt. Vậy mà gọi là ảo thuật. Còn đây là một củ khoai lang. Gói củ khoai lang trong cái khăn. Phải cái khăn. Củ khoai lang thành củ khoai lang. Ảo thuật sao? Chạy. Tới chỗ khác. Mời bà con tới xem ảo thuật miễn phí. Trước khi biểu diễn, xin thông báo cho bà con một tin giật gân. Chúa Thượng vừa bị ám sát nhưng thoát nạn. Tên thích khách bị bắt, bị chém đứt thành 8 khúc, xác ném cho cá sấu ăn. Ôi trời ơi, chết chồng tôi rồi. Bà bị bắt. Bà là vợ của tên thích khách. Các quan án cần bắt bà để điều tra thêm. Theo tôi. Biểu diễn ảo thuật đi. Thành thật xin lỗi bà con, tự dưng tôi bị Tào Tháo rượt, đau bụng quá. Đồ ba xạo. Bà có biết ai xúi chồng bà thì khai thật đi, nếu không cả nhà bà đều sẽ bị xử tử hình hết. Biết chứ. Biết thì về khai với các quan. Đi. Bẩm, người xúi chồng con ám sát chú Thượng là Hoàng Thái Y Mẫn ạ. Ông ta cho chồng con tiền, báo chồng con giả vờ ám sát chú Thượng rồi để bị bắt. Rồi chồng con khai kẻ chủ mưu là Hoàng Thái Y Luyến. Con khai hết rồi, xin quan tha cho. Dẫn tên thích khách ra đây. Ủa, vậy là chồng con chưa bị chém thành 8 khúc à? Vợ của người khai như thế, có đúng không? Dạ đúng ạ. Sao người to gan thế, dám giả vờ ám sát chú Thượng? Tại con ham tiền, Hoàng Thái Y Mẫn có hứa khi con bị bắt thì quan lo cho con ra chứ không bị tội, nên con mới dám làm. Hừ, thì ra chỉ vì ganh tị với ông mà ông Mẫn tìm cách ám sát chú Thượng để đổ tội cho ông. Phen này thì ông Mẫn chết chắc rồi. Xin lệnh bà mở lòng khoan dung mà xin chú Thượng tha cho họ. Đáng lý là ta xử trả mông, nhưng vì vợ ta xin nên ta chỉ cách chức ông, cho ông về quê làm thầy lang. Còn tên lính này về quê chăn vịt đi. Hú vía, vì chỉ được bệnh kiết lỵ của lệnh bà mà suýt tí nữa ta tiêu đời. May mà có con với chú Lưu tìm ra manh mối. Bữa nay thu được bao nhiêu tiền thuế? Bẩm ông Lý, dạo này hạn hán mất mùa, dân chúng không có tiền đóng thuế. Còn thu được có mấy người thôi ạ. Đồ vô dụng, lười biếng, đi cả ngày mà thu được chỉ có nhiêu đây. Phạt mày, ăn hết sắp giấy thu thuế đi. Ọt, ọt. Ăn giấy trừ cơm, trừ khỏi ăn cơm. Bữa nay thế nào? Bẩm cũng như ngày hôm qua. Thế thì mày cũng ăn giấy trừ cơm. Ọt, ọt. Ác ghê hồn. Sao cha mày buồn thiêu vậy? Dân chúng không có tiền nộp thuế, ông Lý phạt cha tao ăn giấy thu thuế trừ cơm. Kiểu này chắc cha tao ăn giấy hết năm nay mất mùa mà. Dễ ạc, mày nói với cha mày làm thế này thì sẽ hết bị ăn giấy. Mày hay ghê, để tao nói lại với cha tao. Cái thằng Quỳnh này, chuyện gì nó cũng có cách né. Bữa nay thu được nhiều không? Bẩm chỉ có một người. Ăn giấy trừ cơm. Rột rột. Ngon quá.
Bắt nó ăn giấy riết, này nó khùng rồi, ăn giấy mà khen ngon. Bữa nay thu được bao nhiêu? Dạ ít lắm, con xin ăn giấy trừ cơm. Rột rột. Mày dùng giấy gì mà nhai keo rột rột vậy? Dạ giấy đặc biệt của con ạ. Đưa tao xem. Rột. Á, bánh tráng. Ai bày mày dùng bánh tráng để ghi thuế vậy? Bẩm thằng Quỳnh ạ, nó bày con dùng bánh tráng để ghi thuế. Nếu ông bảo phải ăn sổ thuế thì cũng không can chi. Ha ha, cái thằng Quỳnh đáo để thật. Thôi, tao không bắt mày ăn giấy nữa đâu. Hãy dùng giấy mà ghi thuế. Ta phê bình các ông lý trưởng trong huyện ta thế này. Người tệ nhất là ông Lý Lù. Chưa hề thấy ông Lý Lù bắt được một tên tội phạm nào cả. Bẩm, trong làng của tôi đâu có tội phạm mà bắt. Nhiều khi có lệnh truy nã tội phạm ở vùng khác tới, ông cũng không bắt. Chúng có chạy vào làng tôi đâu mà bắt. Đừng có ngoan cố, tệ thì chịu tệ đi. Người giỏi nhất là ông Lý Đại, hễ ở đâu có tội phạm thì ông bắt ngay. Khen ông Đại, chê ông Lù, liệu đó mà sửa đổi. Quê hết chỗ nói, hãy học cách làm việc của tôi để được quan khen đi. Không phải tôi dở, tôi chỉ bắt được những kẻ đáng bắt thôi, còn ông thì ai cũng bắt. Ăn cắp bó trái chanh mà ông cũng bắt, thế cũng gọi là thành tích. He he, quê quá nên cãi bướng, tôi thông cảm cho ông, không chấp. Tức thiệt, lão đại chọc tàu quê muốn độn thổ luôn. Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn, hãy đợi đó. Có lệnh truy nã một tên tội phạm đang trốn trong huyện mình. Thế nào lão đại cũng lập công. Để còn phá ổng một trận cho vui. Thế nào ông Lý Đại cũng tập trung nhân lực để bắt tội phạm. Tối nay mình qua làng của ổng, tìm cơ hội chọc ổng. Hễ thấy tên nào chạy thì cứ bắt cho ta. Có bóng đèn trong bụi, có lẽ là tên tội phạm. Thổi quá. Hi hi, không phải tội phạm mà là ông cụ đang đi đồng. Lục soát cho kỹ. Người của ông Lý Đại đang đi lùng tội phạm. Ha ha, có cách rồi. Không biết ăn trúng cái gì mà đau bụng ghê. Hua. Mà. Á, chạy. Hua. Đuổi ổng chạy về chỗ ông Lý Đại. Tên tội phạm đang chạy kia. Đuổi theo, bắt nó lại. Đứng lại. Trời, ma ở đâu mà nhiều thế. Tóm được tên tội phạm rồi. Thả tôi ra, tôi làm gì mà bắt tôi. Giải nó lên quan. Bẩm, tôi bắt được tên tội phạm rồi đây. Thấy quan sao không chịu quỳ, lên chào. Quỳ thế nào được, mất cái quần rồi. Quỳ lên cho phạm tội vô lễ ạ. À. Sao lại mất cái quần? Bỗng tôi đang đi đồng, bỗng có ma xuất hiện, tôi chạy không kịp níu quần. Thế rồi mấy người này rượt theo bắt tôi, chứ tôi có phải là tội phạm gì đâu. Sao không bắt tội phạm mà bắt ông cụ đang đi đồng? Bỗng tại ông chạy dữ quá nên tôi tưởng. Bà rượt bảo sao chạy không dữ. Khiển trách ông Lý Đại vì tội bắt người vô cớ, đền cái quần cho ông cụ. Nè quần nè. Ha ha, chưa cái thói hèn hoang chưa. Đã từng vô ngực nói tội phạm nào bắt cũng được, nhưng lại nhằm ông cụ đi đồng mà bắt. Tại ổng bị ma rượt nên tôi mới nhầm. Có ma nào rượt đâu,
quỉnh giả ma rượt ổng chạy để ông lấy bắt nhầm đó. Ha ha. Trời đánh mày.